Xin cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh đồ gỗ Trường Lưu của chúng em hôm nay. Hôm nay cơ sở này cũng sẽ lên cho các bác làm một số sản phẩm đồ gỗ Canox Sacro xưa của này. Trong đó thì có một cây tủ bày đồ và một chiếc kệ và một cây tủ áo và một bộ ba bàn trà. Vâng, và bên cơ sở em là có địa chỉ tên ở Hải Minh, Hải Hậu Nam Định ạ. Và số điện thoại liên lạc hàng em là 0912 862 8345, em đã ghi trên màn hình rồi. Vâng, và bây giờ vào cái clip ngày hôm nay em giới thiệu cho các bác sản phẩm đầu tiên đây. Đó là một cây tủ bày đồ cành hồng các bác nhé. Và được nằm trên nền là cây gỗ cụm nên gọi là gỗ mật của mật ạ. Vâng, em sẽ đo thông số cho bác cùng được tham khảo về cây tủ này. Cái tủ bày đồ này có kích thước là chiều dài và 100, em đo chân là 123 cm và chiều sâu là 40 cm. Chiều cao của cây tủ là 225 cm. Làm trên này là cây gỗ cụm nên gọi là gỗ mật của mật này. Đó, và được gốc xa cơ xin đầu bỏ bài vào cực kỳ là đẹp hơn các nhé. Đó, giờ em sẽ đưa máy lại gần hơn để cho các bác cùng được xem chi tiết hơn về cây tủ bày đồ này. Ở phía bên trên này đây thì được cẩm là một cành hồng Louis các bác nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, còn ô trắng này đây thì được cẩm là cũng là một cây hồng ốc sặc cừ sinh cao bao bảy màu các bác nhé. Đó, khung cột, khung viền ở đây thì được cẩm là đường dây leo liên chi, khung cánh thì được cẩm là những ô trắng cũng như là dây leo liên chi, cực kỳ là kỹ luôn các bác nhé. Đó, khung cột ở ngoài hai bên thì được cẩm là những hàng chữ thọ. Đó, em đo khung ở đây là vuông 5 cm các bác nhé, cực kỳ là lớn luôn. Đó, em sẽ mở cho bác coi phần bên trong của cây tủ này. Ván đá sau là ván đá gỗ các bác nhé. Đó, và được chia làm 3 sàn kính nhá. Những khung sàn này đều được cẩn thiết luôn các bác nhé. Đó, cực kỳ đấy là chúng ta có thể bày đồ đồ sứ cũng như là bày rượu ạ. Nó cực kỳ là đẹp luôn. Đó, phía dưới thì được thiết kế là hai ngăn kéo các bác nhé. Đó, hai ngăn kéo này em chưa nắp khóa vào. Khi là bàn giao em sẽ nắp khóa đầy đủ vào cho các bác ạ. Đó, phần bệ này cũng được đục chạm vào những bông hoa là tây các bác nhé. Chân là chân quỳ xoắn ốc ạ. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Em đo bằng chân ở đây là vuông 9 cm các bác nhé. Cực kỳ là lớn luôn. Đó, với một cây tủ bày đồ như thế này thì bên cơ sở đồ gỗ Trường Lưu của chuyên bộ xin giao lưu với tất cả các bác ạ, với giá là 22 triệu thôi ạ. Đó, 22 triệu bên em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Với một cây tủ như thế này, đó là sản phẩm nhất ở đây. Em có đây là một chiếc kệ bày đồ góc các nhé, và chúng ta sẽ kê vào chỗ phần góc nhà, góc tường nhà, cực kỳ là đẹp và tiện dụng luôn. Chúng ta sẽ vừa bày bông vừa bày đồ sứ, cực kỳ là đẹp hơn các bác nhé. Đó, và em sẽ đo thông số cho các bác được tham khảo ạ. Đó, cây chiếc tủ bày đồ góc này có kích thước là vuông góc là 43 cm các bác nhé. Đó, góc vuông là 43 cm và độ vòng cung ở đây em đo đây là 60 ạ. Và chiều cao của chiếc kệ này cao cả đỉnh luôn là khoảng 137 cm ạ. Và được làm trên này là cây gỗ cụ hay gọi là gỗ mật của mật này, và được chia làm 4 sàn các bác nhé. Đó, tầng dưới và mấy tầng trên này, tầng trên cùng chúng ta có thể bày bông, và mấy tầng ở dưới này chúng ta có thể bày đồ sứ hay là bày những cái đồ lưu niệm gì của gia đình, cực kỳ là tiện dụng luôn các bác nhé. Đó, những đường viền ngoài đây thì được vo tròn và được đục chạm như chuyện những bông hoa lá tây các bác nhé. Đó, xem vào đó là những con tiện ở những phần hông ngang này. Với một chiếc kệ như thế này thì bên cơ sở đồ gỗ Trường Lưu của họ chúng em cũng xin giao lưu với tất cả các bác ạ, với giá là 3 triệu đồng thôi ạ. Đó, 3 triệu đồng bên em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Đó, rồi. Và được phần bên trong này được cẩn cảnh là du xuân ạ, cực kỳ là đẹp luôn các nhé. Ốc xà cừ Singapore bảy màu được thay đổi theo từng góc nhìn của chúng ta. Đó, phần khung viền ngoài được cẩn là những ô trắng các nhé. Đó, những đường dây leo cực kỳ là dày dặn luôn. Đó, phía phần dưới này, phần yếm bệ dưới này thì
được cởi hết những dây neo với nhá, cởi tứ diện vòng tròn luôn, bốn xung quanh. Đó, chân tiếp phần dưới chân này là có một trụ các nhé, đó một trụ cũng như là ba chân phía dưới cũng đều được cởi là sáu mặt luôn các nhé, ba chân cởi sáu mặt luôn, nó cởi cực kỳ là dày những dây neo lên chị, ốc xà cừ Singapore bảy màu cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé, nó cởi cực kỳ là kỹ và sắc nét luôn. Đó, rồi tiếp theo đây là chiếc ghế giải quạt các nhé, để đẹp luôn. Đó, phía trên này thì cởi là một chữ thọ cũng như là cởi là sóc nhỏ các nhé, nó cực kỳ là kỹ và tơ tóc luôn. Đó, những thanh nan giải quạt này cũng đều được cởi hết những đường dây sóc các nhé, sóc nhỏ cực kỳ là đẹp luôn. Đó, phần tay này cũng được cởi hết những chấm bi, đó, tay uốn cong cực kỳ là đẹp các nhé, đó, hàng đã được hoàn thiện rất đi cực kỳ là mịn luôn. Đó, phần yếm bệ cũng được cởi hết các nhé, đó, chân là chân Louis, nó chân cong Louis cực kỳ là đẹp luôn. Em đo bảng chân ở đây là bảng 4x5cm cực kỳ là lớn luôn các nhé. Đó, và em sẽ quay sang phần hông ngang cũng như là phần sau cho các bác xem chi tiết hơn về chiếc ghế giải quạt này. Nó phần hông ngang có nhé, các bác có thể thấy là những đường tay cong, chân là chân cong có nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, phần mặt sau nó được hoàn thiện rất kỳ cực kỳ là kỹ luôn, hàng bao đẹp bao lành lặn cho các bác luôn ạ. Đó, với một bộ bàn ba bàn chằng. 17 triệu đồng thì bên cơ sở em cũng sẽ báo phí ship vận chuyển tại nhà cho các với một bộ ba món như thế này. Ở sản phẩm tiếp theo đây em có lôi làm một cặp cây tủ áo các nhé, và em sẽ quay chi tiết một chiếc để cho các cùng được tham khảo. Và làm trên nền là cây gỗ cụ mà gọi là gỗ mặt cùng mặt này. Cây tủ áo này có kích thước chiều dài là 125cm và chiều sâu là 60cm, một chiều cao tổng thể của cây tủ áo này là 223cm ạ. Thì em sẽ quay chi tiết cho các bác được xem kỹ hơn về cây tủ áo này. Phần phía trên này là có một đường cong các nhé, đục chạm những cái ô trán cũng như là cạnh là một cây hồng ở đây các bác nhé, cạnh một cây hồng cực kỳ là đẹp luôn. Khung viền ngoài cũng được soi chỉ cực kỳ là đẹp luôn và được cỡ những cái đường ô trán hàng ngang này. Khung cột ở đây em đo đây là 5 cm vuông và khung cột ngoài là 5.5cm. Cũng là những đường hết là những cực kỳ là kỹ và tơ tóc luôn, sắc nét luôn các bác nhé. Ở phần bên trong lòng cánh đây thì cầm là những bông hoa lá tây và một giỏ hoa, phía dưới cũng được chạm là bông hoa lá tây cạnh là một chiếc đỉnh hương các bác nhé. Phía dưới cầm một cành hồng ốc xà cừ xin cảm ơn bảy màu cực kỳ là đẹp đúng nhé. Ván đá này là ván đá nền tấm các bác nhé. Độ đây là bằng độ là khoảng 42cm, 41cm, dày 1.5cm thôi nhé, cực kỳ là dày luôn. Tất cả những ván đá này đều là dày luôn các nhé, nguyên tấm luôn. Phía bên trong này cũng đều là lá nguyên tấm luôn các bác nhé. Em sẽ quay sang phần chiếc tủ này cho các bác coi. Cái tủ kia em đã chứa một ít sữa rồi các nhé. Đây em sẽ quay sang phần chiếc cây tủ này cho các bác coi ạ. Mặt sau này đều là gỗ hết các nhá, bốn vách đều là gỗ luôn và em đã được hoàn thiện các đi phun bóng bên trong này cho các bác rồi ạ. Nó cực kỳ là đẹp luôn. Đây là có một sàn thôi nhá, chúng ta có thể sửa chân nhà gối điện chúng ta sẽ để ở đây, và bên trên này sẽ có móc treo quần áo hai bên luôn các bác nhé. Đó, một bên dài và một bên có một ngăn, nó cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng là hàng tháo rời các nhé, cái tủ áo này là hàng tháo rời, tất cả đều tháo rời cả. Đó, bên em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác lên từ 2, từ 3, từ 5 gì đó thì bên cơ sở em sẽ tháo rời ra và sẽ lên tới nơi và sẽ lắp ráp lại từ đầu ạ. Ở phía dưới này thì có hai ăn kéo có nhé, hai ăn kéo ở phía dưới này chúng ta để chứa những chân ga, những cái quần áo thì ta để bên dưới này cũng cực kỳ là tiện dụng luôn. Hàng trong núi xưa cổ điển thì các bác nào thích trong núi xưa thì các bác có thể sưu tầm một cây tủ áo như thế này để về chơi ở gia đình. Phía chân là chân quỳ cho nó có nhé. Phía giữa hợp lý luôn các bác nhé, giá tại cơ sở sản xuất của đồ gỗ Trường Đủ của chúng em, giá không qua trung gian,
không qua người thứ hai. Cho nên các bác yên tâm về giá cả cũng như là chất lượng của bên cơ sở đồ gỗ chuyên đồ của nó cho em ạ. Và mà các bác nào xem đồ thì hay thế nhá, hãy cho bên cơ sở đồ gỗ chuyên đồ cho em một like, cũng như là một đăng ký kênh ấy, để cơ sở đồ gỗ chuyên đồ cho em một phát triển hơn, cũng như là ra những video mới, những sản phẩm mới để đưa đến cho các bác cùng được tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng về các sản phẩm của bên cơ sở đồ gỗ chuyên đồ của cho em ạ. Và mà các bác nào xem video mà nghe không rõ hoặc là hình ảnh mờ không nhìn rõ thì các bác liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo em đã ghi trên màn hình, đó là 0912862834 ạ. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn cho các bác ạ. Vâng, và bên cơ sở em cũng xin dừng video tại đây và cũng sẽ hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.